Hãy subscribe.
Mình hai cái mau xuống á. Và hai cái kêu người ta lại cái. Kêu người ta lại thêm cái. Bữa nào đi lên đây, đi ngang đây cũng thấy ông bạn này. Bữa nay ông nhậu mà ông cấy ruộng của ông. Ruộng ở khu này là từ đây tới cuối tháng là phải làm xong hết. Chứ làm trễ nữa là có thể là bị hạn. Hôm nay chắc mà ông lên ông gánh bỏ vô ruộng. Cái mạ mà người ta cấy lại gì đó là mạ lúa đặc sản. Lúa đặc sản là lúa nhan. Ở đây là đặc sản là lúa nhan. Nó ăn nó thơm, nó ngon. Hồi xưa là ở đây là người ta trồng lúa đó không, lúa nhan không à. Bây giờ thì bắt đầu cũng có thằng nông nhiều. Thằng nông thì nó cho năng suất cao với năng ngắn hạn. Còn nhan thì là phải 5-6 tháng rồi. Ngài chậm mà thớt nhạc xuống ốm mà. Bỏ dọc dọc xuống dưới ruộng để người ta cấy. Chúng người ta cấy cái người ta đi dưới ruộng rồi. Người ta lại người ta lấy bó người ta cấy. Không rải đều ở dưới ruộng. Ở đây người ta làm bằng máy cày. Ở đây thì xài máy móc. Nhưng mà ruộng trên này thì đa số là người ta làm bằng bò. Tại ruộng nó nhỏ, người ta làm bò nó dễ. Còn ở đây là người ta làm bằng Thank you.
có bóng nhìn đẹp. Đã cấy lúa. Dạ bóng vậy coi mới đẹp. Làm gì đó. Mới không bắt cái gì. Nó lượm cái gì á, bắt ốc thôi. Coi coi không làm gì. Nhổ cái lúa rồi. Mấy cái lúa nó mập không nhổ. Còn bà bên đây bà thấy. Thứ hai bà tép.